Tập 55. Cô tới đây làm gì? Tôi quên nói với cô rồi, Vu tổng vẫn chưa thanh lý cái bàn của anh ấy. Anh ấy vẫn còn một số chuyện cần làm, cho nên hiện giờ tôi cần lấy căn phòng của cô để làm văn phòng. Cô nằm mơ. Đây là văn phòng của tôi. Cô mau ra ngoài cho tôi. Chúng tôi muốn chính thức giải trừ hợp đồng với Diêu Thiến Thiến. Còn chủ tịch Vương sẽ do hội đồng quản trị tiến hành xử lý. Dựa vào đâu? Nếu Diệp tổng và chủ tịch Vương đã quyết định vậy rồi, phiền cô lấy chứng cứ ra. Chỗ tôi có hình ảnh làm chứng. Những chuyện này đều là do tôi chỉ thị Minh Vũ làm, không liên quan gì tới Vương Tiến hết. Đừng nói nữa, anh sẽ nêu ra việc bất đồng ý kiến với đồng quản trị. Diêu Thiến Thiến chỉ là dùng tiền của mình mua đồ của chính mình, tuyệt đối là hành vi cá nhân. Với lại quan trọng là hành vi của cô ấy không gây ra bất cứ sự tổn hại nào cho công ty. Nếu như vì vậy mà sa thải cô ấy, tôi cảm thấy quá bất công. Vương Tiến, tôi cho cậu cơ hội một lần nữa, chính là muốn cho cậu tự tôn để rời khỏi công ty, rút khỏi hội đồng quản trị. Nhưng giờ cậu lại không chịu hiểu. Chủ tịch Vu, ông ra quyết định như vậy không đơn giản chỉ là vì chuyện này chứ? Đúng vậy. Tôi lần nữa không ra quyết định này chính là để đợi Diệp Tịnh Nghi. Vương Tiến, là anh đã giết chết Diệp Tịnh Nghi của quá khứ. Là anh đã giết chết ba tôi, thông qua vu cáo Tiểu Bảo ép nó đào phong, cuối cùng anh còn hại chết nó. Trải qua những chuyện này, anh còn mong tôi tiếp tục là một cái túi rút giận nhẫn nhục chịu đựng sao? Tôi sẽ đoạt lại công ty của ba tôi. Tôi sẽ để Nữ Nữ làm lại con của tôi. Anh cứ đợi đó đi. Diệp Tịnh Nghi đang tiếp xúc riêng với nhà thiết kế Hàn Thái Y. Tin tức quan trọng như vậy, sao tới giờ cậu mới nói cho tôi biết? Không phải tôi đang tính nói với anh đó sao? Diệp Tịnh Nghi, cô chơi bẩn tôi. Được, tôi sẽ tiếp cô đến cùng. Xin lỗi, không làm phiền mọi người chứ? Vương tổng, tôi xin lỗi. Cô Hàn, chúng ta vẫn chưa bàn xong mà. Vương tổng, chúng tôi sẽ xem hợp đồng mà bên đó cung cấp. Sau khi kết thúc tôi sẽ gọi điện cho anh. Xin phép anh. Cô cướp mất Hàn Thái Y từ trong cuộc họp đã hẹn trước của chúng tôi, thậm chí không cho chúng tôi liên lạc với cô ấy. Rốt cuộc là có ý gì? Anh đang nói gì vậy? Coi bộ cô thật sự muốn chơi đùa với tôi rồi. Nhưng tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không dương mắt nhìn cô ấy ký hợp đồng với các người đâu. Anh Vương Tiến, theo như tôi được biết, chủ tịch Vu sẽ không đồng ý cho anh ra điều kiện với Hàn Thái Y. Tiếp theo chính là thực lực kinh tế của anh vẫn chưa đủ để mời Hàn Thái Y. Cho nên nếu như anh miễn cưỡng bản thân, có vài chuyện sẽ bị sụp đổ. Vậy tới lúc đó anh phải làm sao đây? Chuyện này không cần cô phải lo. Nhưng tôi nói cho cô biết, bất luận ra sao, tôi cũng sẽ không để cho cô có được cô ấy. Vương tổng, tôi chọn anh là bởi vì công ty mới của anh có khả năng hợp tác với tập đoàn Thi Nhã. Nếu như không thể hợp tác với tập đoàn Thi Nhã, anh phải phụ trách tổn thất của chúng tôi, đồng thời hợp đồng sẽ tự động chấm dứt. Chuyện này thì không cần lo. Chuyện hợp tác giữa chúng tôi với tập đoàn Thi Nhã đã chắc chắn rồi, cho nên chuyện này căn bản không thành vấn đề. Nếu anh đã chắc chắn như vậy, tại sao không thể để vào trong hợp đồng chứ? Được, không thành vấn đề. Vương Tiến, đừng nóng vội. Phần cao trào sẽ lập tức tới thôi. Chủ tịch Vương, có phiền phức rồi. Phiền phức? Phiền phức gì? Tôi đã xác nhận với cái tập đoàn Thi Nhã rồi, bọn họ căn bản không có kế hoạch hợp tác với chúng ta. Vậy cậu còn ngay ra đó làm gì? Gọi điện cho ông ta đi. Không, để tôi gọi.
Lừa đảo, lừa đảo. Diệp Tịnh Nghi, cô quá bỉ ổi rồi. Tôi sẽ không tha thứ cho cô. Tha thứ? Cô còn mặt mũi nhắc tới chữ tha thứ trước mặt tôi. Đừng tưởng là cô đã đính hôn với Vu Kim rồi thì sẽ có được tất cả. Cô tưởng chúng tôi sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn thôi sao? Cô đợi mà xem. Tôi sẽ không để cho cô được như ý đâu. Đừng có khu môi múa mép nữa. Có bản lãnh ở đây tự tân bốc mình, chỉ bằng lo lắng một chút cho tương lai của cô và Vương Tiến đi. Tương lai của chúng tôi nhất định sẽ rất tốt đẹp. Dù cho tôi không có được sự nghiệp thì tôi vẫn có một gia đình rất là hạnh phúc. Nếu cô nghĩ được như vậy thì tốt quá. Tôi sẽ đem những âm mưu dơ bẩn mà cô làm rủ rỉ cho giới truyền thông nghe. Cho nên cô cũng chỉ có thể về nhà chăm chồng dạy con rồi. Đã hiểu chưa hả? Cô cùng lắm chỉ là một con gà mái già biết đẻ trứng. Tôi là gà mái già đẻ trứng? Cô ngay tới trứng cũng không đẻ ra được. Mở miệng ra nói cô yêu người này yêu người kia, cô có thể sanh con đẻ cái cho họ không? Sở dĩ tôi bất hạnh cũng là do cô mà ra. Cô cho rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Chắc chắn là sẽ có cách ngăn cô ta lại. Chắc chắn là sẽ có cách. Anh mau tỉnh lại đi. Để em xin lỗi anh. Để em bù đắp cho anh. Thiển Thiển, ông xã, bỗng dưng em nhớ tới Vu Thanh Giang. Đúng, chính là Vu Thanh Giang. Thanh Giang, con cứ uống rượu suốt ngày như vậy thì giải quyết được cái gì chứ? Chú không cảm thấy chuyện mà chú làm rất không có đạo đức sao? Thanh Giang, chú biết chuyện này nhất thời khiến con nghĩ không thông. Nhưng đây là sự lựa chọn của Diệp Tịnh Nghi. Chú tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Chú cũng mong con tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy. Sự lựa chọn của Tịnh Nghi. Mong nó thực sự là sự lựa chọn của Tịnh Nghi. Giữa chú và Diệp Tịnh Nghi có tình yêu không? Con cho là không có. Dục vọng chiếm hữu của chú mãnh liệt như vậy. Tôi đi nói chuyện với lão Trương ca, thêm phần cơm cho hai người nữa. Tịnh Nghi, các con về thật đúng lúc. Hôm nay Tịnh Nghi đích thân xuống bếp nấu rất nhiều món ngon, cùng nhau ăn đi. Con không ăn đâu, con còn có chuyện. Con cũng có chút chuyện. Sao chú lại nắm tay cô ấy? Tay cô ấy là để chú nắm sao? Lẽ nào chú không biết cô ấy là người con yêu sao? Chú dựa cho đâu mà nắm tay cô ấy? Hải Ba, nó uống say rồi, dìu nó về đi. Đừng động vào tôi. Cầu xin chú trả lại cô ấy cho con đi. Chú muốn cái gì cũng được. Chú, trả lại Tịnh Nghi cho con đi. Đừng ngốc nữa thằng nhóc. Cô ấy không xứng để con phải làm vậy. Có biết không? Có lẽ vậy. Nhưng cô ấy quá quan trọng với con. Con xin chú đó. Cô chỉ là một thứ đồ chơi đối với chú. Nhưng với con mà nói, cô ấy chính là cả tính mạng của con. Trước giờ con chưa từng yêu cô gái nào tới như vậy. Đừng ngốc nữa. Tỉnh lại đi. Mẹ, mẹ ăn một chút đi. Mẹ ăn thử mì con nấu đi, thơm lắm đó. Mẹ ngửi coi. Mẹ, con về rồi. Hoan nghênh nữ anh hùng xã thân diện nghĩa của chúng ta. Mẹ đừng vậy mà. Chị,
Em khuyên chị nên nghĩ kỹ lại đi, có được không? Được rồi, hai đứa mau ra ngoài hết đi. Mẹ phải nghỉ ngơi rồi. Chủ tịch Vương, hôm nay họp về cái gì vậy? Chủ tịch Vương gọi chúng tôi tới, nội dung cụ thể là gì tôi cũng không biết. Có phải là Vu Thanh Giang từ nước Mỹ trở về rồi không? Tôi không biết. Chào mọi người. Chủ tịch Vu, ông tới rồi. Ngồi đi, ngồi đi. Các vị, hôm nay tôi tới là muốn giới thiệu với mọi người giám đốc dự án mới của Powerland. Vào đi. Diệp Tịnh Nghi, Diệp Tổng. Tịnh Nghi, những người ở đây đa phần em đều quen biết. Anh sẽ không giới thiệu lại nữa. Ngày đầu nhậm chức cũng nên phát biểu vài câu chứ. Mọi người hoan nghênh. Rất vui được gặp lại mọi người một lần nữa. Tôi tin là mọi người vẫn sẽ luôn ủng hộ tôi giống như trước đây. Thiến Thiến, cô cũng sẽ ủng hộ tôi có đúng không? Chủ tịch Vu, tôi mạo muội hỏi một câu. Vị trí tổng giám đốc này có phải là nên để hội đồng quản trị quyết định không? Diệp Tịnh Nghi còn có một thân phận khác, chính là đại diện tôi tới đây. Nếu cậu có dị nghị gì, có thể trực tiếp nói ra với hội đồng quản trị. Được, tôi hiểu rồi. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Diệp Tổng, tiếp tục đi. Đây là thiết kế của Julia sao? Đúng vậy, toàn bộ phía bên này luôn. Vậy trang phục của cô ấy tôi sẽ lấy hết. Cho tôi hỏi cô chọn size bao nhiêu? Tôi nói tôi sẽ lấy hết. Được, vậy mọi người nghỉ ngơi trước đi. Để tôi đi gói lại cho mọi người. Cô tới đây làm gì? Tôi quên nói với cô rồi. Vu tổng vẫn chưa thanh lý cái bàn của anh ấy. Anh ấy vẫn còn một số chuyện cần làm. Cho nên hiện giờ tôi cần lấy căn phòng của cô để làm văn phòng. Cô nằm mơ. Đây là văn phòng của tôi. Cô mau ra ngoài cho tôi. Cô la cái gì? Bây giờ cô có chức vụ gì? Chẳng lẽ cô còn chưa rõ? Nếu cô tiếp tục dùng phòng làm việc này, sẽ rất bất công với người khác. Cô có thể dùng chỗ cũ của tôi. Vị trí đó cũng không đến nỗi tệ. Tôi đã từng ở đó, rất cố gắng làm việc. Cô là tiện nhân. Cẩn thận lời nói của cô. Nếu cô còn dám gọi tôi là tiện nhân, tôi sẽ đuổi việc cô. Mau dọn đồ của cô đi. Hôm nay tôi bận lắm. Suýt chút thì quên. Tiền hộ sự tôi đưa trước cho cô luôn. Lo chuẩn bị mà đi theo Tiểu Bảo đi. Minh Vũ. Vương Tổng. Minh Vũ, chuyện bên công ty mới phải tăng tốc lên mới được. Còn nữa, phải tiến hành bí mật. Xảy ra chuyện gì sao? Diệp Tịnh Nghi đã thay thế Vu Thanh Giang. Cái gì? Vu Kim này nhất định phải ép tôi xuống 18 tầng địa ngục mới chịu. Đúng rồi, đừng mua thiết kế của Julia nữa, tránh bị phát hiện.
Được, tôi biết rồi. Đã nói Diệp Tịnh Nghi dụ dỗ Vu Kim mà. Ý của em là Diệp Tịnh Nghi đính hôn với Vu Kim sao? Đúng vậy. Phát tài rồi. Phát tài cái gì? Vu Kim. Em tự nghĩ xem. Ông trời có mắt. Đúng rồi. Thử nghĩ xem, Diệp Tịnh Nghi này bỗng chốc trèo lên xã hội thượng lưu, đúng là khiến người ta ngưỡng mộ. Hai người này thiệt tình, có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Bà xui, vậy còn chưa đáng ngưỡng mộ sao? Đúng rồi, bỗng chốc trở thành hoàng hậu. Nếu tôi biết sớm thì đã bắt tay cô ta để xin vía rồi. Bắt tay cái gì? Mẹ con sắp lấy chồng sao? Không có, không có. Mẹ con chưa lấy chồng đâu. Biết ngay sẽ như vậy mà. Lo nói linh tinh trước mặt con nít không biết giữ mồm giữ miệng. Nữ nữ, không có đâu. Mẹ con vẫn yêu thương con. Thật không? Mẹ sẽ không bỏ con chứ? Không đâu, không đâu, tuyệt đối không. Nữ nữ, chúng ta về phòng làm bài tập chịu không? Nữ nữ ngoan quá. Có hai người kìa, đã dặn bao nhiêu lần rồi, vẫn không nhớ. Anh xem, nụ nụ làm sao vậy? Thiến Thiến sắp sinh em trai cho nó rồi, mà nó còn gọi Diệp Tịnh Nghi là mẹ. Nói cũng phải, nếu Diệp Tịnh Nghi thật sự gả cho Vu Kim, đối với chúng ta, đối với nụ nụ, đều không phải chuyện tốt. Chuyện tốt cái gì? Diệp Tịnh Nghi đó không hành hạ Thiến Thiến nhà chúng ta là may rồi, còn tốt nổi gì? Không hành hạ thì không hành hạ. Em đánh anh làm gì? Em đánh anh thì sao? Người ta gặp may mắn kiếm được chồng giàu, còn em thì sao? Gặp phải người đàn ông chỉ biết gạt tiền của mình. Nếu em nói như vậy, bây giờ vẫn chưa muộn. Em có thể đi. Đứng lên đi. Đi đi, đi đi. Đứng lên cái gì? Đây là nhà con gái tôi. Người nên đi là anh mới phải. Cút 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 cút, anh cút đi ngay. Tôi không đi. Anh có cút không? Cút đi không? Không cút. Cút đi, cút đi. Làm gì đó? Hai người chút thì quấn quýt, chút thì cãi giả. Chỉ bằng lấy dao ra giải thoát cho đối phương đi. Bà đừng mơ. Thiệt tình, chúng ta hạnh phúc biết mấy. Tới rồi hả? Sao mới sáng sớm đã họp rồi? Tôi còn chưa kịp ăn sáng nữa đây. Người mới lên chức Ninh Hằng Máu, họp liên tục mấy ngày liền. Vương Tổng, Vương Tổng, Vương Tổng. Chủ tịch Khương tới rồi. Tiểu Lý, lấy ghế cho Chủ tịch Khương. Dạ. Mời mọi người ngồi. Ngồi đi. Mọi người xem qua tài liệu này. Sở dĩ hôm nay gọi mọi người họp sớm vậy vì tôi phát hiện ra một âm mưu không thể tha thứ. Mọi người xem trước đi. Đây là báo cáo tăng trưởng doanh thu của Powerland mà. Phải, lần đầu tôi thấy những số liệu này liền cảm thấy kỳ lạ, nên đã điều tra bản báo cáo mỗi ngày. Phát hiện tất cả các cửa hàng giống như có hẹn trước vậy, có mức doanh thu y hệt nhau. Có gì kỳ lạ đâu. Phải, có gì kỳ lạ đâu, nên tôi mới điều tra thử. Phát hiện có một số khách đến các cửa hàng khác nhau mua đi mua lại sản phẩm của chúng ta, mà còn dùng thẻ cùng một người đứng tên. Chủ tịch Khương đã biết chuyện này. Hôm nay mời hai người tới là muốn nói với hai người chúng tôi chính thức ủy hợp đồng với Dương Thiến Thiến. Còn về Vương Tổng sẽ do hội đồng quản trị xử lý. Dựa vào đâu? Nếu Diệp Tổng thì Chủ tịch Khương đã quyết định, vậy phiền cô đưa ra chứng cứ. Bằng chứng tôi đã chuẩn bị rồi. Những sản phẩm mà anh thuê người đến mua được chuyển tới một địa chỉ do anh chỉ định. Trong này có hình là bằng chứng. Còn những người do anh thuê, tôi đã mời tới dưới lầu. Hai người có muốn gặp không? Tôi nghĩ Vương Tổng nên cho một lời giải thích. Tất cả mọi chuyện do tôi sai Minh Vũ làm, không liên quan gì tới Vương Tiến. Diệp Tịnh Nghi, số hình đó của cô có Vương Tiến không? Đừng ý quyền cậy thế, muốn làm gì thì làm.
Phải, cô nói không sai. Nên lúc nãy tôi có nói chuyện của Vương Tổng do hội đồng quản trị điều tra rồi mới xử lý. Đừng nói nữa, tôi sẽ tự đi gặp hội đồng quản trị. Hôm nay họp tới đây thôi. Mọi người giải tán đi. Diệp Tổng, cô không sao chứ? Không sao. Vậy tôi xin phép đi trước. Được. Hải Ba, sao cậu không đến dự họp? Cậu đến sân bay làm gì? Vu Thanh Giang về nước sao? Anh, sao anh về đột ngột vậy? Chú và Diệp Tịnh Nhi dạo này sao rồi? Hai người họ vẫn vậy. Đi thôi. Tử Minh Vũ, Vương Tổng, cậu làm việc kiểu gì vậy? Chuyện gì? Chuyện chúng ta cây khống thành tích bị lộ rồi. Không thể nào. Hình cậu đi gặp mấy người đó, Diệp Tịnh Nghi cũng có rồi. Cậu nói không thể. Xin lỗi anh, tôi sẽ xử lý. Cậu xử lý được cái gì? Ra ngoài. Dạ. Em thật không hiểu, sao anh có thể tự mua đồ của mình để kê khống thành tích, bỏ tiền mua kết quả, không xấu hổ sao? Anh nghĩ gì vậy? Anh nghĩ gì? Em tưởng thiết kế của em rất bắt mắt sao? Nếu mà em giỏi hơn Diệp Tịnh Nhi thì anh có cần làm vậy không? Giờ anh trách em. Lúc mới bắt đầu là ai kéo em vào chuyện này? Anh xin lỗi, tại anh quá nóng lòng. Nhưng em yên tâm, em không bị đuổi việc đâu. Còn cáo già Vu Kim, vì muốn lật đổ anh, ông ta không để em đi đâu. Cũng đúng. Em hiểu rồi. Ông ta vì muốn lấy lòng Diệp Tịnh Nghi mới cố tình giữ em lại, để Diệp Tịnh Nghi lăng nhục. Chúng ta đi gặp Vu Kim đi. Diệp Tổng nói công ty hủy hợp đồng với Thiến Thiến. Phải, cậu có ý kiến sao? Tôi phản đối. Tại sao? Trong chuyện này, Diêu Thiến Thiến dùng tiền của mình mua thiết kế của chính mình. Đó chỉ là hành vi cá nhân. Mà quan trọng nhất là hành vi của cô ấy không gây tổn hại gì cho công ty. Nếu như vậy mà đuổi việc cô ấy, tôi thấy rất bất công. Dùng tiền của cô ấy, mấy triệu đều là tiền của cô ấy sao? Là tiền của tôi thật mà. Thưa ký Doãn, đây là hợp đồng lúc đầu cậu ký. Tập đoàn Gia Mỹ hợp tác với công ty Hoa Cẩm. Cậu tự xem lại đi. Trong này viết rất rõ ràng. Nếu lợi ích của công ty vì lý do gì đó mà bị tổn thất, tôi có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Còn cậu phải bồi thường mọi thiệt hại và rút khỏi hội đồng quản trị. Chủ tịch Vu, tất cả do tôi tự làm tự chịu, không hề liên quan tới Vương Tiến. Không liên quan. Hai người là vợ chồng, lại làm việc chung, ai tin chứ? Kể từ bây giờ, hợp đồng giữa chúng ta chấm dứt. Chủ tịch Vu, nếu ông nhất định phải làm vậy thì tôi cũng hết cách. Nhưng phiền ông đưa ra bằng chứng xác thực. Nếu không thì tôi sẽ triệu tập hội đồng quản trị thảo luận chuyện này. Vương Tiến, tôi cho cậu một cơ hội nữa, là muốn cậu tự trọng rời khỏi công ty, rút khỏi hội đồng. Nhưng xem ra cậu không biết điều. Chủ tịch Vu, ông quyết định như vậy không đơn giản gì như đó. Không sai. Tôi chần chừ không ra quyết định chính vì đợi Diệp Tịnh Nghi. Sao hả?
Câu trả lời của tôi, cậu hài lòng chưa? Chị tới rồi. Anh ấy sao rồi? Không ổn lắm. Vào trong đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi kể anh ấy nghe chuyện chị đính hôn với ba tôi. Anh ấy lôi tôi đi uống rượu nên mới... Tôi ra ngoài trước. Có gì thì gọi tôi. Tội tình gì phải như vậy? Vì một người như em mà làm hại chính mình, có đáng không? Ông xã, em đang nghĩ có nên tìm dịp Tịnh Nghi nói chuyện không? Kêu cô ấy tìm Vu Kim, để Vu Kim thay đổi quyết định, được không? Em đừng ấu trĩ vậy. Giờ Diệp Tịnh Nghi rõ ràng đang chống đối chúng ta. Em nghĩ cô ấy vẫn rất mềm lòng. Dù con người có thay đổi như thế nào cũng không thể hoàn toàn biến thành người khác được. Em có thể dẫn nũ nũ theo. Như vậy cô ấy càng mềm lòng. Nếu cách này hữu dụng thì cô ấy đã không đâm sau lưng chúng ta. Nhất định có cách để ngăn cản cô ta. Nhất định sẽ có cách. Anh mau tỉnh lại đi. Để em xin lỗi anh. Để em bù đắp cho anh. Thiến Thiến, ông xã, đột nhiên em nghĩ tới Vu Thanh Giang. Đúng, chính là Vu Thanh Giang. Alo, Minh Vũ, tôi đây. Cậu đi điều tra xem khi nào Vu Thanh Giang về. Đúng. Sau đó theo dõi Diệp Tịnh Nghi. Đúng, theo dõi cô ta. Tôi nhất định phải nắm được bằng chứng Diệp Tịnh Nghi qua lại với Vu Thanh Giang. Anh ấy đã dậy rồi, chỉ cần suy nghĩ lại không? Đừng nói anh ấy biết là tôi tới, được không? Được. Nhờ cậu chăm sóc anh ấy. Alo, Vương Tổng, Diệp Tịnh Nghi vừa từ ngoài trở về nhà. Được, tôi biết rồi.
Sao vậy? Không có gì. Sao không nghe nói năng gì? Con vẫn luôn vậy mà. Dạo này Diệp Tịnh Nghi làm việc thế nào? Chỉ là cấp trên, con không biết. Giận hả? Con yên tâm, chẳng bao lâu nữa ba sẽ thăng chức cho con. Ba, ba biết không liên quan chuyện thăng chức mà. Anh về nước lâu như vậy rồi, anh ấy sống thế nào? Ba không quan tâm sao? Nó trưởng thành rồi. Chẳng lẽ tới bây giờ nó vẫn còn giận ba với Tịnh Nhi? Có nhiều chuyện sau này nó sẽ hiểu. Con có thời gian thì khuyên nó. Gặp ở sân bay. Nhớ, nếu Hàn Thái Y gia nhập công ty mới, phải cho cô ấy sự đãi ngộ tốt nhất. Ngày mai gặp. Hàn Thái Y chính là nhà thiết kế Ý được lên trang bìa lần trước. Đúng, công ty mới đang cần nhà thiết kế có tiếng. Hơn nữa, mẫu thiết kế phải tốt hơn bọn họ. Nếu không, công ty mới sẽ trở thành lò đốt tiền. Vậy còn em, mặc tình cho tiện nhân kia chà đạp sao? Sao em vẫn còn nghĩ tới chuyện thiết kế? Sợ gì chúng ta đi tới bước này không phải tại thiết kế của em hay sao? Được rồi, em nghĩ cách khác đi. Vậy anh kêu em làm gì? Em không thiết kế, anh muốn em làm gì? Anh muốn em nghỉ một thời gian, chăm sóc bản thân, chăm sóc cho con. Thiên Thiến, anh chỉ hy vọng em có thể giống như lúc có thai Nữ Nữ, nạp năng lượng cho đủ. Sau này làm gì cũng phải nghĩ tới con. Được rồi. Vương Tiến muốn lôi kéo nhà thiết kế Hàn Thái Y. Ngày mai cô ấy tự ý tới đây phải không? Được, anh giúp tôi điều tra cô ấy đi chuyến mấy giờ. Còn nữa, phát tán tin tức quỹ hợp đồng giữa Vương Tiến với chủ tịch Vu ra ngoài. Được. Diệp Tịnh Nghi, cô quá bỉ ổi, tôi không tha thứ cho cô. Tha thứ? Cô còn dám nói tha thứ trước mặt tôi? Cô đừng tưởng cô đứng hôn với Vu Kim thì sẽ có được tất cả. Cô tưởng chúng tôi sẽ ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn? Cô đợi mà xem. Tôi không để cô được như ý đâu. Đừng ra vẻ cứng rắn. Cô có thời gian ở đây mạnh miệng khoác lác, chi bằng là cho tương lai của cô và Vương Tiến. Tương lai của chúng tôi sẽ tốt thôi. Dù tôi mất đi sự nghiệp thì vẫn còn một gia đình hạnh phúc. Nếu cô nghĩ được như vậy thì tốt. Tôi sẽ công bố âm mưu và những chuyện dơ bẩn cô làm với báo chí. Nên cô chỉ còn cách về nhà làm nội trợ. Chắc là cô đã quên, tôi rất được săn đón bên Ý. Đó là chuyện từ thời xa xưa. Nếu thực sự như cô nói, tại sao Vương Tiến phải dùng tiền của mình để mua thiết kế của cô? Diệu Thiến Thiến, thiết kế của cô không ai thèm mua nữa. Cô hiểu không? Cô chẳng qua chỉ là con gà mái biết đẻ trứng. Tôi là con gà mái biết đẻ trứng. Cô cả trứng cũng không biết đẻ, luôn miệng nói yêu người này yêu người nọ. Cô có sinh con cho họ được không? Mọi bất hạnh của tôi đều do cô mà ra. Cô tưởng tôi dễ dàng bỏ qua cho cô sao? Để tôi tự lên. Hai người ở đây đợi đi. Dạ. Nghe nói dạo này sức khỏe của bà không tốt. Đây là chút tâm ý của tôi. Dù ông có làm gì, tôi cũng không để Diệp Tịnh Nghi đến với ông đâu. Tôi hiểu tâm trạng của bà, nhưng xin bà hãy tin ở tôi. Tôi nhất định đem lại hạnh phúc cho Tịnh Nghi.
Đây là chút thành ý của tôi, mong bà nhận cho. Thành ý của ông là kêu tôi bán con gái để sống sung sướng. Không, tôi chỉ muốn bà và Tịnh Nghi được sống thoải mái hơn. Chúng tôi không cần. Tôi trịnh trọng cho ông biết, tôi không bao giờ gả Tịnh Nghi cho ông. Đến hôn không nói là được điều gì. Bất luận thế nào, tôi cũng không để hôn lễ diễn ra. Ông đợi đi. Sam vẫn còn nghĩ tới chuyện thiết kế. Sở dĩ chúng ta đi tới bước này, tất cả cũng tại thiết kế của em. Diêu Thiến Thiến, thiết kế của cô không ai thèm mua nữa. Chào ông Lưu, tôi là giám đốc dự án Powerland Trung Quốc, Diệp Tịnh Nghi. Đúng, ông ấy là chồng sắp cưới của tôi. Tôi và chủ tịch Vu đều rất thích thiết kế của cô Hàn. Vậy thì tốt quá, tôi rất vui khi được trở thành người đầu tiên gặp cô ấy. Được. Diệp Thiến Thiến, bác sĩ, rốt cuộc tôi bị làm sao? Cô sảy thai rồi. Cô cũng đừng buồn, cô còn trẻ mà, sau này thiếu gì cơ hội. Về nhà nhớ phải nghỉ ngơi cho khỏe. Diệp tổng, tôi đã làm theo lời dặn của cô. Tôn tin mời được nhà thiết kế Hàn Thế Y ra ngoài. Chủ tịch đã biết chuyện này. Được, chào cô. Không ngờ Diệp Tịnh Nghi này có đầu óc kinh doanh vậy. Vương tổng, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Bây giờ khắp các báo đài đều là tin anh và Vương Kim giống như hợp đồng. Sao nhanh vậy? Có một số cổ đông đã bắt đầu bán cổ phiếu với giá thấp. Đúng là thiển cận. Minh Vũ, cậu lấy danh nghĩa người khác mua hết số cổ phiếu đó cho tôi. Sau đó tung tin tôi hợp tác với tập đoàn Thiên Nhã ra ngoài, nhưng không được nói là công ty mới. Anh muốn làm tới mức sống còn với Vu Kim sao? Đúng. Chúng ta từ bỏ tập đoàn Gia Mỹ cỏn con, hợp tác với tập đoàn Thi Nhã. Tôi sợ không kịp thời gian. Không sao, thúc đẩy nhanh lên. Minh Vũ, mau hẹn nhớ giám đốc Địch bên tập đoàn Thi Nhã. Đây là cơ hội sinh tồn duy nhất của chúng ta. Nhưng mà có tin nói Diệp Tịnh Nghi đang đi gặp riêng với Hàn Thái Y. Tin tức quan trọng như vậy, tôi tới giờ mới nói với tôi. Tôi đang định nói với anh đây. Diệp Tịnh Nghi, cô muốn chơi với tôi? Được, tôi sẽ chơi tới cùng. Sao tự nhiên lại muốn hẹn gặp tôi vậy? Uống gì gọi đi? Vẫn là cappuccino hả? Cà phê đen. Cà phê đen. Tịnh Nghi, em thay đổi rồi. Là ai đã khiến tôi phải thay đổi? Vương Tiến, chính anh đã giết chết Diệp Tịnh Nghi trước kia. Là anh giết chết ba tôi. Vu cáo Tiểu Bảo ép nó bỏ trốn, cuối cùng nó vẫn bị anh hại chết.
Trải qua những chuyện đó, anh còn trông mong tôi là một người chỉ biết cam chịu sao? Tôi không biết cô đang nói gì, còn giả vờ. Anh tưởng tôi không biết gì sao? Hồi đó anh tiếp cận tôi với mục đích chiếm đoạt công ty ba tôi, đánh cắp trái tim tôi đã đành. Tôi chấp nhận. Trong khi tôi không biết gì thì anh đem con riêng của anh và Dư Thiến Thiến về cho tôi nuôi suốt 6 năm. Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Diệp Tịnh Nghi, cô biết cô đang nói cái gì không? Anh nghe đây, tôi không rảnh đôi co với anh. Tôi sẽ giành lại công ty của ba tôi. Tôi sẽ giành lại quyền nuôi dưỡng nữ nữ. Anh đợi mà xem. Tịnh Nghi, gần đây Vương Tiến như ngồi trên đống lửa. Lần này em làm tốt lắm. Vẫn còn đoạn đường dài phía trước. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Phải, đường vẫn còn dài. Chưa tới thời khắc quyết định thắng thua. Hơn nữa, Vương Tiến không phải dạng tầm thường. Em nên cẩn thận dẫn hơn. Dạ, ngay từ đầu em đã biết chuyện này vốn không hề đơn giản. Nhưng mà em nhất định phải thắng. Con người ai cũng có nhược điểm. Chỉ cần nắm được điểm yếu của hắn thì sẽ thắng thôi. Em hiểu Vương Tiến, nên em sẽ đánh vào điểm yếu của anh ta. Anh nghe đi, tôi không đánh được coi với anh. Tôi sẽ giành lại công ty của ba tôi. Tôi sẽ giành lại quyền nuôi dưỡng nữ nữ. Anh đợi mà xem. Anh, sáng nay ba bắt em dù thế nào cũng phải dẫn anh về nhà. Em biết là anh bất mãn về ba, nhưng dù sao chúng ta cũng là gia đình. Được rồi, gia đình. Nếu là gia đình thật, chú đã không dạy dò anh như vậy, không làm tổn thương anh. Anh, trong lòng của ba, anh giống như con ruột vậy. Em thực sự không muốn hai người vì một cô gái mà trở mặt nhau. Có lẽ trong mắt chú đó chỉ là một cô gái, nhưng trong mắt anh, Tịnh Nghi là sinh mạng của anh, nên chú đã cướp đi mạng sống của anh. Em hiểu không? Anh không sao. Em về đi.